Thưa quý vị, miền Bắc đã sang thu được cả tuần nay nhưng thời tiết vẫn khá là nóng. Dự báo ngày mai khi đới gió đông nam ẩm hoạt động yếu thì miền Bắc sẽ có nắng sớm, nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng nhanh. Cao nhất trong ngày mai ở khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình hay là Ninh Bình có mức nhiệt là 33 cho đến 34 độ. Các tỉnh sâu hơn trong đất liền như là Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình sang đến khu vực Yên Bái và Lào Cai sẽ có mức nhiệt là 35 độ. Riêng vùng nội thành Hà Nội hay khu vực vùng núi Hòa Bình, nhiệt độ có thể cao xấp xỉ là 36 độ. Trong khi đó, vùng Lai Châu và Điện Biên do vẫn chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên nhiệt độ thấp hơn, duy trì ở mức 31 cho đến 33 độ. Miền Trung nóng cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dự báo ngày mai, từ Thanh Hóa trở vào cho đến dọc khu vực của Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Thậm chí cường độ nóng còn có xu hướng gia tăng hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Trung Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi như Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, nhiệt độ có thể cao tới 38 độ. Như vậy là trong ngày mai, nắng nóng gay gắt sẽ tái xuất hiện trở lại ở miền Trung. Còn ở phía Nam, dưới tác động của rãnh thấp xích đạo nên chiều và tối mai, ở khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở Tây Nguyên, khoảng thời gian từ sáng cho đến 15 giờ chiều trời tạnh ráo có nắng, nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ, thời gian nắng ít hơn, chỉ sau 13 giờ là một vài nơi ở miền Tây sẽ có mưa và càng về chiều thì mưa sẽ càng mở rộng hơn, lan sang các tỉnh thành thuộc miền Đông. Do có mưa sớm nên nhiệt độ ở miền Tây sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ và miền Đông có mức nhiệt là 32 cho đến 34 độ. Trên biển, các vùng biển phổ biến có thời tiết tốt ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa. Gió Nam hoạt động với cường độ ở mức cấp 3, trời không mưa, ngày nắng và tầm nhìn xa là thoáng đãng. Trong khi đó, khu vực phía Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cũng chỉ có cường độ yếu khoảng cấp 3, cấp 4. Nhưng ở phía Nam, khu vực này vẫn có mưa dông khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp, kèm theo các hiện tượng thời tiết như là lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.